đeo kính râm cho ngầu lòi khi chụp ảnh cùng cô dâu, bạn nữ gặp tai nạn ngoài ý muốn khiến dân mạng cười đứt ruột. Có thể nói trong ngày cưới của bạn bè, ai cũng muốn mình phải thật nổi bật, lộng lẫy, xinh đẹp khi đứng cạnh cô dâu chú rể để chụp vài bức ảnh để đời làm kỷ niệm. Từ váy vóc, áo quần súng xính cho đến những phụ kiện đi kèm là những thứ được các bạn trẻ chuẩn bị khá kỹ lưỡng và chu đáo tuy nhiên thì đôi khi sự chuẩn bị ấy lại vô tình gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn khiến cho khổ chủ phải dở khóc dở cười tương tự như một bạn nữ đang được nhắc đến dưới đây theo đó thì có một bạn nữ đến giữa ngày cưới của cô bản thân mình nên đã mang trên mình một bộ outfit là chiếc váy trắng vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp đi kèm với đó là chiếc kính râm nhằm tăng thêm độ ngầu lòi khi lên hình cùng nàng dâu tuy nhiên khi mới vừa tạo dáng thì chẳng hiểu vì sao chiếc kinh ấy lại phản chủ một cách trơ trẽn khi bỗng dưng rơi mất một bên mắt kính khiến cho bạn nữ quê muốn đội quần lên đầu trước tình huống khó xử này cô gái chỉ biết nở một nụ cười thật tươi để che đi sự ngại ngùng của bản thân trước ống kính camera và cô dâu người này sau đó đã cố gắng nhặt mắt kính bị rơi rồi nhét lại vào vị trí cũ và giải thích với cô dâu rằng chính tôi mua kiểu nó vậy đó chứ có cái gì đâu mà cười nhưng chỉ khoảng 3 giây sau khi tạo dáng lần hai, chiếc mắt kính ấy lại tiếp tục rơi xuống, làm cho cô gái quê không còn từ nào để giải thích, chỉ muốn độn thổ. Trong khi đó thì cô dâu lúc này chỉ biết ôm bụng cười vì tình huống này quá là xoắn não của đứa bạn thân mình. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã để lại những cảm xúc không thể nào buồn cười hơn với hầu hết cộng đồng mạng, điển hình như một số bình luận đáng chú ý bên dưới. Ủa, rồi tự dân đang bình thường bỗng biến thành đột nhãn long là sao hả chị gái? Mới chia tay người yêu đang định buồn thì xem clip xong quên luôn người yêu mình là ai? Đang thức tình khóc gần chết, tự dân coi xong cười như con điên. Mới mua cái kính đi tiệc cho ngầu lòi mà thành ra trò cười, chán cái bà bán kính ghê. Cái kính này mua ở đâu mà xịn thế chị? Đây là loại kính mới hả? Gọi là kính rất trong.